Thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SVTN, ngày nay ngành y học đã tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, vẫn có một số bệnh y khoa vẫn đành phải bỏ tay. Trong số những bệnh nan y ấy, nhiều lương y Việt Nam đã phối hợp y lý Việt với y lý hiện đại, đã chữa trị được nhiều bệnh. Và càng ngày càng có nhiều người, sau khi Tây y bỏ tay, họ đành tìm đến các lương y Việt Nam. Hôm nay, vào lúc 2 giờ trưa ngày 20 tháng 8 năm 2016, chúng tôi đã có mặt tại chùa Bồ Đề, thành phố Philadelphia, nơi danh y Lý Phước Lộc đến từ miền Nam California đang trị bệnh làm phước cho bà con gần một tuần qua. Kính mời quý khán thính giả theo dõi một số hình ảnh về sinh hoạt y tế từ thiện này. Chúng tôi tên là Trần Quán Niệm, hội trưởng của chùa Bồ Đề. Thì thưa quý vị, thì cái truyền thống cũ của dân tộc chúng ta là thương nhà chùa thường hay có những cái việc làm phước. Ở phước thì là bây giờ càng ngày đồng bào càng có những bệnh nhức đầu, đau tay, đau chân, thì nhân thể đây chúng tôi có cái thiện duyên mời được thầy Lý Phước Lộc, thầy ở bên California, và thầy cũng rất nổi tiếng trong vấn đề bấm huyệt trị bệnh. Thành đó là lý do chúng tôi thỉnh mời thầy Lý Phước Lộc mới một đệ tử nữa về chùa Bồ Đề trong vòng một tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 để thầy giúp đời bằng cách là trị bệnh miễn phí cho tất cả các đồng bào. Thì không có một tay với một chân nè. Hôm qua đi thấy đỡ. Bị đau đầu gối với lại đau ở trên vai bớt nhiều. Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến nhờ thầy trị bớt rất là nhiều. Dạ, bị đau cổ với lại mất ngủ à. Đỡ cũng đỡ nhiều rồi, vâng. Cái phương pháp này đó, nó dựa trên ba cái nguồn y học chính là y học dân gian hay là y học dân tộc. Mà đại khái như mình nói như là cạo gió nè, giác hơi nè, chích lễ, những cái gì mà thuộc về cổ truyền của Việt Nam. Cái nguồn y lý thứ hai là dựa vào y học đông phương cổ truyền, tức là châm cứu hay bấm huyệt. Cái thứ ba là dựa vào những cái mới nhất của y học hiện đại, đó là cơ thể học. Rồi chúng tôi dựa vào ba cái nguồn đó để chúng tôi nghiên cứu và phát triển cái phương pháp này. Mà cái phương pháp này là cũng nói thêm là cái lịch sử của nó, là nó thoát thai từ cái viện chẩn điều khiển điều pháp của ông Bùi Quốc Châu. Vì tôi là một trong những người học trò đầu tiên và cũng là một cái thành viên trong nhóm nghiên cứu đó. Thì sau một thời gian nghiên cứu dài hơn 10 năm, chúng tôi thấy rằng cái viện chẩn nó bị giới hạn trên cái vùng mặt nhiều quá. Thì những người đi học về sau này, người ta thấy nó nhiều huyệt quá, người ta không có thể thực hiện một cách chính xác được, hoặc là người ta dễ bị lầm lẫn huyệt này với huyệt kia, người ta lúng túng trong lúc phòng và trị bệnh. Cho nên tôi phát triển ra cái đồng ứng liệu pháp này để nó dễ áp dụng hơn. Nguyễn Đình Toàn, tường trình từ Philadelphia.